sau khi làm thì cảm thấy vô cùng là thoải mái, ngược lại lại còn cảm thấy rất là nhẹ nhàng và êm ái nữa. Sau khi được trải nghiệm dịch vụ thì Ni hoàn toàn không thấy đau nhức đôi bút gì hết, mà thay vào đó là cảm giác hoàn toàn nhẹ nhàng êm ái. Ni có cảm giác giống như là mình có thể là ăn uống tự do thoải mái ngay sau khi mà mình làm răng luôn. Ni rất là ưng ý ở điểm này. Bác sĩ thực hiện rất là nhẹ nhàng và êm ái, không tạo ra cảm giác đau đớn cho mình. Thật sự chất lượng còn vượt hơn cả mong đợi của mình nữa. Khi mà Trang tới với lại nha khoa quốc tế Đa Si á, thì bác sĩ thăm khám rồi tư vấn cho Trang nói là không mài và không đau. Và minh chứng đó là trong quá trình mà làm á, là hoàn toàn là không mài và không đau nha mọi người. Nên Trang cảm thấy rất là an tâm. Trong quá trình làm răng á, thì em cảm thấy rất là êm ái và nhẹ nhàng. Em không có cảm giác đau gì hết, nó chỉ hơi tê nhẹ một chút thôi. Khi mà làm xong rồi á, thì em nhìn vào trong gương thì nó đẹp một cách gọi là quá mức mong đợi của em luôn. Trong quá trình làm răng thì em không cảm thấy đau hay là ê buốt như mình nghĩ, và kết quả cho ra ngoài sức mong đợi của em, răng đều đẹp, sáng và tự nhiên. Trong quá trình làm thì các bác sĩ cũng trấn an mình để tâm lý mình thoải mái hơn, và hơn nữa thì em cũng không hề cảm thấy đau trong cái quá trình làm mà.